đánh thức người mộng du. Ngủ ngon nhá con yêu. Cái gì thế kia? Ôi là má. Con của tôi. Má đã bắt con tôi đi rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi đã bị ma bắt đi rồi. Làm ơn giúp chúng tôi với. Không có thứ gì gọi là ma cả. Nhưng chúng tôi đã thấy một con ma lơ lửng bên cửa sổ, và rồi con trai chúng tôi biến mất. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp chúng tôi tìm con trai. Đừng lo lắng, không có trường hợp nào mà tôi không giải quyết được. Dobby, anh dẫm phải đồ chơi rồi. Ý? Hả? Đây là dép của tắc kè nhỏ. Nhưng chiếc còn lại đâu? Có ma kia, chạy đi. Có ma kia, chạy đi. Đó là ma. Chúng ta hãy đi xem sao. Có ma đằng kia. Ai đang giả vờ là ma thế nhỉ? Và thậm chí đánh tôi bằng dép. Hả? Đây là dép của tắc kè nhỏ. Chúng ta tìm hiểu xem. Người không thoát được đâu. Dobby, dừng lại. Tại sao anh lại để nó chạy thoát? Đó không phải là một con ma, đó là tắc kè nhỏ. Con trai tôi, có chuyện gì đã xảy ra với nó? Có vẻ như cậu bé đang mộng du. Mộng du à? Để tôi sẽ đánh thức con tôi dậy. Không, đánh thức cậu bé dậy lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tắc kè nhỏ đang treo tường. Con trai của tôi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa cậu bé về nhà an toàn. Hả? Ôi không. Đừng đánh thức cậu bé dậy. Chúng ta phải tìm cách đưa cậu bé về nhà. Ha 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 ha.
nhà an toàn nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nếu thấy ai đó mộng du, đừng hoảng sợ và đừng cố dọa hay đánh thức họ. Hãy báo ngay cho người lớn để bảo vệ các em. Hãy ghi nhớ điều đó nha. Dắt thú cưng bằng dây xích. Wow, kem ngon tuyệt. Đuổi theo chú bướm kia đi. Lulu, lại đây nào, chào bạn đấy. Có chuyện gì vậy? Thú cưng của anh cắn tôi rồi đây này. Sao lại như vậy được? Đau quá. Thú cưng của các người cắn tôi đau quá đi mất. Nhưng Lulu của tôi chưa cắn ai bao giờ. Nhìn đi, đây là bằng chứng đây này. Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Không. Các người bồi thường cho tôi thôi là được rồi. Bồi thường á? Bao nhiêu vậy? Thật là đắt quá. Tôi phải đưa cô ta mọi thứ tôi có. Tìm thấy mục tiêu mới. Có chuyện gì vậy? Lulu của cháu chưa bao giờ cắn ai cả. Nhưng mà vừa nãy cái cô có mái tóc xoăn. Tôi đã phải bồi thường cho cô ấy mọi thứ tôi có. Tất cả thú cưng đều cắn cô tóc xoăn xù đó sao? Lạ thật. Tất cả thú cưng của mọi người đều không được xích lại. Như vậy rất là nguy hiểm. Có vẻ đã có người xấu lợi dụng điều này để lừa mọi người. Chúng ta hứa sẽ xích thú cưng lại từ giờ trở đi. Chúng ta phải đi điều tra vụ này. Tại sao mục tiêu lại không xuất hiện nữa nhỉ? Dobby, như thế này này. Xem đây. Cẩn thận, chúng ta không thể bị lộ được. Có vẻ như mục tiêu chỉ nhắm vào những con thú cưng không được xích lại thôi. Con này có gì xích? Con này cũng có. Có kìa rồi. Cô có sao không? Nhìn đây này, thú cưng của mấy người không được xích nên đã chạy đến cắn tôi rồi đây này. Anh nghĩ tôi có ổn không hả? Nhưng nhìn này, bọn chúng đều được xích lại rồi mà. Tôi không quan tâm. Con để cắn tôi. Vì thế mấy người lo bồi thường cho tôi đi. Cô chắc chứ? Chắc chắn là con này mà. Nhưng mà con này già đến độ không còn chiếc răng nào luôn. Làm sao nó cắn cô được? Cái gì? Nhưng mà con Lulu mấy ngày cắn tôi. Đau quá đi mất thôi. Mấy người lo bồi thường cho tôi đi. Bút màu này. Đau quá. Cái gì? Cô đánh rơi bút màu này. Vết cắn này là giả. Cảnh sát. Cô dụ dỗ thú cưng không có xích, sau đó giả vờ như bị cắn để đòi bồi thường thiệt hại không có thật. Cô hãy đi theo chúng tôi. Các người đã biết rồi sao? Nhưng các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là cô sao? Hey, yeah.
này không có tác dụng với bọn ta đâu. Ôi không. Papillon. Đã trời. Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi chúng ta cho thú cưng đi ra ngoài, phải luôn xích và dắt bằng dây. Điều này giúp thú cưng của chúng ta an toàn, không bị lạc và cũng không ăn đồ bậy bạ. Ngoài ra, nó cũng ngăn thú cưng làm người khác bị thương nữa. Chúng ta phải luôn giữ cho thú cưng của mình an toàn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cuộc gọi nguy hiểm từ người lạ. Bây giờ mẹ phải đi ra siêu thị một lát. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nhé. Và không được nghe điện thoại nếu không biết đấy là số của ai. Vâng ạ, bà con biết rồi ạ. Tạm biệt. Ai gọi thế nhở? Em không nhận ra đây là số của ai. Mẹ dặn không được nghe điện thoại là. Nhưng nếu là số gọi khẩn cấp thì sao? Xin chào, ai đây ạ? Chào bạn nhỏ, ba mẹ cháu có nhà không? Bố mẹ cháu đi vắng cả rồi ạ. Cháu đang ở nhà với em gái cháu. Không có nhà sao? Cơ hội của ta đi rồi. Ai thế ạ? Chú gấu đấy mà. Chú là bạn của ba mẹ cháu đấy. Các cháu không nhớ chú sao? Chú gấu nào nhỉ? Đúng thế. Chú đã mua cho các cháu một ô tô đồ chơi với một chiếc bánh tuyệt vời đấy này. Wow, ô tô đồ chơi. Bánh nữa. Các cháu ra ngoài chú nhờ một lát được không? Không ạ. Chú gấu đâu? Các cháu đây rồi. Đi với chú nào. Các con yêu, các con đâu rồi? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi bị mất tích rồi, xin hãy giúp tôi với. Cái gì? Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi đang chơi trong nhà trước khi tôi đi ra ngoài. Khi tôi về thì chúng đã mất tích rồi. Đừng lo, để chúng tôi giúp bạn. Cửa sổ được khóa kín từ bên trong. Căn phòng không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Có vết bút màu ở trên điện thoại. Có vẻ chúng đã nhận điện thoại trước khi mất tích. Papillon, hãy kiểm tra số này xem. Đã rõ. Hey. Ôi không, đây là một số điện thoại lừa đảo. Có vẻ như lũ trẻ đã bị lừa bởi một cuộc điện thoại. Papillon, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza?
đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Phòng 602 tại chung cư Cầu Vồng. Làm ơn nhanh lên. Pablon, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này. Cảnh sát. Chạy rồi. Đứng lại. Ê, này. Đứng lại. Đứng lại. Cái gì vậy? Dừng lại. Đứng lại ngay. Di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nha. Dừng lại ngay. Dobby, Pablon, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Chúng cháu sẽ không nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu à. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Quái vật Halloween. Thằng con nhìn kia. Mình sẽ đến trêu trâu nhỏ. Nó trốn mất rồi. Đến và thưởng thức bữa tiệc Halloween thôi nào. Yeah, bàn tiệc đi nào. Có tiếng gì vậy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma? Dobby, chúng ta đi nào.
đây. Chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Chị đừng đứng đó đi ạ. Dobby, đi nào. Đây là nhà Châu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Babylon nghe. Babylon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Babylon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador. Tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Xuống bồn cầu để chơi à? Ôi trời ơi! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Robot Dino đáng sợ. Wow, trông nó thật là ngầu. Bạn nhỏ này có thích không nào? Chào cậu ạ.
Hả? Miễn phí sao? Đúng vậy, hoàn toàn miễn phí. Wow, chào, cảm ơn cô nhiều. Chào cháu. Ngủ ngon nhé con yêu. Ngủ ngon. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Cậu đi đâu thế? Mẹ ơi, ba ơi! Con trai chúng tôi đâu mất rồi? Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của con trai. Và giờ con trai chúng tôi mất tích rồi. Xin hãy giúp chúng tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể giải được. Con gì đó kỳ, trông thật là đáng sợ. Chúng tôi nhận được nó miễn phí từ một cô người lạ ở trên phố. Con T-Rex này trông thật khả nghi. Papillon, hãy kiểm tra nó ngay. Đã rõ. Đây là kết quả. Có một con chip điều khiển bên trong con khủng long T-Rex này. Có vẻ như có người đã dụ trâu con ra khỏi nhà bằng cách điều khiển con T-Rex này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi đã định vị được mục tiêu. Chúng ta mau đi tìm trâu con về nào. Là giọng của trâu con, nhanh lên. Này, dừng lại. Sao họ lại tìm ra được mình ở đây nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Có cách rồi. Hãy thử món này đi. Chào quán mất à. Các người thấy đồ chơi của tôi tuyệt vời không? Hả? Dobby, Babylon. Hả? Tôi đến đây. Ôi không. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Đi đến tận cùng của trái đất. Tạm biệt nha. Ôi không, cô ta lại trốn mất rồi. Đừng lo, tôi đã hack được hệ thống điều khiển của chiếc xe đó rồi. Để tôi cho cô ta một bất ngờ lớn. Các
người sẽ không bao giờ tóm được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Giờ sẽ vào đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Mình lại thất bại rồi. Linh Dương, cô đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không nên nhận bất kỳ vật gì từ người lạ. Có thể có đồ vật nguy hiểm ở bên trong chúng. Vì vậy, các bạn phải luôn cảnh giác nhé. Các bạn có nhớ được không nào? Hang động nguy hiểm. Đưa mắt lại này. Chúng đẹp quá sáng kìa. Thế đẹp quá đi. Chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, nào con bị nhện bắt mất rồi. Đừng lo, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, trong hang động này có nhiều nhện lắm ạ. Nhện đã bắt mèo con mất rồi à. Các cháu, hang động là một nơi vô cùng nguy hiểm. Các cháu không được vào hang động một mình, mau về nhà trước đi. Vâng. Dobby, mau đi tìm mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Ai đó vậy? Hả? Đây là ảnh phản chiếu của anh mà. Hóa ra là như vậy. Hả? Phần tinh thể ở đây bị vỡ. Có vẻ như mèo con không phải bị nhện bắt. Cậu bé bị ngã xuống đây rồi. Chúng ta mau xuống kiểm tra xem. Ôi không, mình không thể tự leo lên được. Lối ra ở đâu nhở? Con đường chia ra ở đây. Chúng ta phải đi bên nào? Nhện, quái vật nhện kìa. Đây là bóng của con nhện thôi mà. Trời ơi, tôi lại bị dọa bởi một cái bóng một lần nữa. Hả? Đây là mũ của mèo con. Cậu bé chắc hẳn đã đi lối này. Đi nào. Sợ. Ở đây có nhiều tơ nhện quá. Chúng ta mau ra khỏi đây nào. Nhanh lên, lối này. Mùi ở đây kinh khủng quá. Là rơi đấy. Chúng đang ngủ. Chúng ta phải đi nhẹ nhàng thôi. Ừ.
Ấu, đau quá. Đau quá. Hả? Nhanh nào Dobby. Hả? Bây giờ. Chúng đến đây. Rời không thích ánh sáng. Chúng ta ra khỏi hang này là an toàn rồi. Chúng bay mất rồi. Cháu sẽ không đi vào hang động nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hang động tự nhiên có thể rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị lạc hoặc gặp một số loại bọ có độc và cả thú hoang bên trong nữa. Nếu bị cào trúng hoặc bị đốt, các bạn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Hãy nhớ không được đi vào hang động. Không trốn vào nơi chật hẹp. 10, 9, 8. Mọi người trốn đi nào. 7, 6, 5. Mình trốn ở đâu bây giờ được nhỉ? Hả? Chỗ đó trông được đấy. Nếu mình trốn ở đây sẽ không có ai tìm được mình hết. Sẵn sàng chưa? Tớ đi tìm đây. Tìm thấy chuột chữ nhỏ rồi. Thì tìm thấy rồi. Tìm thấy tắc kè nhỏ rồi. Tớ không tìm thấy trâu nhỏ. Chắc hẳn là trâu nhỏ rồi. Bắt được rồi. Chạy đi, chạy đi. Quái vật kề đây. Quái vật kề. Cái mông của tôi à. Các cháu làm sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có con quái vật cây đang đuổi theo bọn cháu. Quái vật cây á? Đúng vậy ạ, trâu nhỏ cũng bị mất tích rồi ạ. Chắc chắn con quái vật cây đã bắt cậu ý ạ. Chứng kiến bạn ấy đi ạ. Cái gì? Các cháu về nhà trước đi nhé. Dobby, chúng ta đi nào. Không ở đây. Ở đây cũng không có. Có gì đó chuyển động ở đằng kia. Là quái vật cây. Bắt được rồi nhá. Nó có cái kia. Ai đấy? Ai đẩy tôi thế? Là chú chim gõ kiến à? Có vẻ như đây không phải là quái vật cây đã hù dọa bọn trẻ. Cái gì? Quái vật cây gì? Đây là tuyệt tác của tôi mà. Wow, tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Xem này. Wow. Tôi là một nhà điêu khắc gỗ tài năng mà. Nó đi đâu rồi nhỉ? Đây là dấu chân của trâu nhỏ. Trâu nhỏ, vật điêu khắc bị mất. Ôi không, con quái vật cây đó chắc hẳn là trâu nhỏ bị kẹt trong tác phẩm điêu khắc gỗ rồi. Chúng ta cần tìm cậu bé ngay. Làm ơn có ai cứu cháu. Hả?
Dobby, cẩn thận. Thấy không, tôi rất nhanh nhẹn. Hả? Quái vật cây là châu nhỏ đấy. Nhanh nào. Hả? Xem tôi đây. Ấy, bắt được rồi. Ôi không, phía trước có đường dây xe lửa. Dobby, đến giúp tôi nào. Anh ta. Cố lên nào. Chúng ta làm được rồi. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu sẽ không bao giờ trốn ở những chỗ chật hẹp nữa đâu à. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn tuyệt đối không được trốn ở những nơi chật và hẹp như khe tủ, khe đá và các hốc cây. Cũng không được thò đầu hoặc tay chân vào những chỗ hẹp như vậy. Điều đó rất nguy hiểm và các bạn có thể bị kẹt nữa. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Ông ơi, đừng đốt tôi. Hả? Hả? Ngon quá đi mất. Mình sẽ lấy hết mật ong ở chỗ này. Chạy sao tôi sao? Thật là đáng sợ quá. Lũ ong này ở đâu mà ra vậy? Có phải lũ ong mình nuôi không? Có chuyện gì thế này? Tôi đã bị ăn trộm rồi. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một tên trộm đột nhập vào trang trại ong của tôi. Giúp tôi với. Gì cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả vật ong của tôi đều bị trộm mất rồi. Giúp tôi, giúp tôi. Dobby, chúng ta hãy mau điều tra hiện trường ngay. Hả? Hàng rào đã bị phá hỏng. Có mật ong rơi ở dưới đất. Chúng ta một lần theo dấu vết của mật ong. Hả? Dấu vết dừng lại ở đây. Cái gì kia? Hả? Đây là một miếng của tổ ong. Vẫn còn vết mật ong ở trên. Tên trộm đó chắc chắn ở gần đây. Đàn kiến đang đến từ đằng kia. Hả? Lối này. Đàn ong. Đừng đuổi theo nữa mà. Cứu cháu ơi. Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng bảo vệ mọi người. Cháu đừng cố gắng đánh đuổi đàn ong. Như vậy sẽ càng làm chúng tức giận hơn đấy. Dobby. Hả? Hãy mau trốn vào trong nhà. Nhìn số ong kia đi. Làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Pavilion, chúng tôi bị ong bao vây. Chúng tôi cần sự trợ giúp. Đã rõ. Pavilion luôn có cách. Hả? Xem tôi đây.
Tên trộm chắc chắn đang ở gần đây thôi. Chúng ta mau đuổi theo đàn ông. Ở đây. Phân trang nhỏ bé, nhớ tôi thập hết ông nhé. Vâng vâng. Nhìn số mặt ong này đi, ngon quá đi mất. Ai thế nhở? Cảnh sát trưởng Labrado. Mình chạy thôi. Đứng lại đó. Dừng lại, nguy hiểm lắm. Đừng có mà hỏng lừa ta. Có rất nhiều ong bên trong bụng của con chân nhỏ bé. Đau quá. Đau quá. Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn bắt gặp ong trên đường, đừng cố gắng đuổi chúng đi, mà hãy nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Nếu các bạn bị ong đốt, cố gắng đừng gãi vết thương, mà hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ.
Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Không chịu nổi nữa rồi. Cái gì đây? Quả mọng màu đỏ à? Nhìn ngon thế nhỉ. Wow, ngon phết đấy nhỉ. Một quả nữa nào. Một quả nữa. Mình sẽ lấy cả cái cây này luôn. Bụng mình làm sao ấy nhỉ? Ôi thối quá đi mất đấy. Của các bạn đây. Cảm ơn ạ. Thật là nhiều đồ ăn ngon. Thơm quá đi mất. Sao mà thúi quá. Mùi gì không chứ mọi người. Thật là thúi. Không thể chịu nổi nữa rồi. Thật ra đây. Bà chú, bà có sao không ạ? Sao mà thúi thế? Lạ thật đấy, mùi này từ đâu ra nhỉ? Papillon, hãy giúp tôi tìm hiểu chuyện này. Hãy để tôi. Đến giờ biểu diễn của ngon thơm rồi. Đi nào, để theo mùi đó. Tan. Chúng ta mau bám theo. Hơn trên bé nhỏ rất tốt trong việc theo dấu mùi hương đấy. Nó bị sao thế? Tôi quên mất là nó không chịu được mùi hôi thôi. Đừng lo, tôi sẽ nâng cấp cho nó thêm lớp bảo vệ. Tan. Tìm thấy rồi, mùi hôi đó xuất phát từ chiếc xe kia. Sao chiếc xe đó lại đánh võng ghê vậy? Mau đuổi theo nó. Bụng của tôi, nhà vệ sinh ở đâu thế? Mùi kinh quá. Cái mùi gì kinh thế? Ơi đàn bé đâu của tôi? Thật may quá.
Wow, Papillon, bạn thật tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Mọi người ngồi vững. Wow, chúng ta an toàn rồi, tuyệt quá. Dobby, không được cho đầu ra khỏi cửa xe. Ôi, cái bụng của tôi. Anh sói, dừng xe lại ngay. Ôi, anh ấy bị ngất rồi. Chúng ta sẽ bị đập mất. Là gia đình hả lông, có chứ. Móng vuốt bay. Anh sói. Hả? Đây là quả gì vậy? Tôi đoán anh bị ngộ độc vì đã ăn loại quả dại không rõ nguồn gốc. Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loại quả dại trông rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên hái hoặc ăn chúng. Một số loại quả dại thậm chí có độc. Nếu bạn ăn phải, nó có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì vậy, không được ăn quả dại nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Cẩn thận khi đi bộ. Vui quá đi mất. Thật là buồn cười quá đi. Ê này, con yêu, đi gần ba vào nhá. Thắng rồi. Cẩn thận, gấu bố. Thật là đáng sợ quá đi. Gấu bố, anh không nên vừa đi vừa xem điện thoại. Vừa rồi anh rất may mắn đấy. Rõ, tôi hiểu rồi. Con yêu, đưa máy tính bảng cho ba nào. Con yêu, con trai của tôi mất tích rồi. Gấu bố, lần cuối anh thấy cậu bé là khi nào? Tôi cứ mãi nhìn vào điện thoại của mình nên không biết con tôi mất tích từ lúc nào nữa. Hãy quay lại con đường anh đã đi qua và tìm cậu bé. Gấu con ơi, tôi sẽ xuống dưới rồi tìm cậu bé. Ông bồ nông, ông có thấy gấu con đi quanh đây không? Không, tôi có thấy đâu. Nhìn này, vui quá đi. Đúng là vui thật đấy. Chạy ra, chạy lên đi. Cẩn thận, có cầu thang đi xuống đó. Tôi sẽ cứu các anh. Cẩn thận. Tốt quá, mọi người đều an toàn. Anh nên nhìn phía trước khi đi xe đạp, nếu không anh sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ cẩn thận. Hả? Đây là gì? Đó là thẻ tên Lulu thú cưng của tôi. Lulu nó đi với con trai tôi. Vậy phải có dấu vết ở gần đây, đi tìm chúng tôi. Đây là dấu chân của Lulu. Chúng đã đi theo hướng đó.
Tớ xin lỗi Lulu, là lỗi của tớ. Tớ không nên nhìn máy tính bảng khi đi bộ. Gấu con! Gấu con! Gấu con! Âm thanh ở đằng kia. Con yêu, Lulu! Cứu con với! Đừng di chuyển! Chú sẽ cứu các cháu ngay bây giờ! Hinh! Cảnh sát trưởng Labrador! Nắm lấy tay của chú! Chậm thôi! Gấu con! Này, Dobby! Kéo chúng tôi lên! Tôi cũng giúp một tay! Ba ơi! Đáng sợ quá hả? Từ giờ chúng cháu sẽ quan sát được khi đi bộ! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy luôn luôn để ý đường đi của mình. Đừng nhìn vào điện thoại hoặc chơi trò chơi với máy tính bảng khi đi bộ. Bạn sẽ mất tập trung trên đường và có thể gây ra tai nạn, tự làm mình bị thương hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Dây điện nguy hiểm. Tiếng gì vậy nhở? Tiếng gì thế nhở? Gì thế kìa? Có khẩu anh bốc lên kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì đó không ổn. Cứu cháu với. Chuyện gì xảy ra với khủng long đồ chơi vậy? Chạy chạy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Để tôi đi xem sao. Tôi sẽ đi cùng với anh. Hình như nó bị cháy. Một con quái vật mỏng, dài và kêu tành tạch. Có lẽ là... Ôi không! Dobby, Babylon có thể gặp nguy hiểm. Tiếng tạch tạch sao? Nó phải ở gần đây chứ nhỉ? Dobby, ở đằng kia. Dừng lại ngay. Chân tôi tê cứng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi giúp anh. Đừng. Có thể có điện xung quanh Dobby. Điện ư? Dobby, đặt hai chân của bạn gần với nhau. Rồi, giờ nhảy qua phía tôi như một chú thỏ đi. Giống như thỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy? Tôi cho rằng con quái vật dài, mỏng và kêu tạch tạch mà bọn trẻ nhắc đến là một đường dây điện. Dây điện sao? Khi một đường dây điện chạm đất, nó sẽ nhiễm điện cho mặt đất gần đó. Và nếu các bạn đến gần
bàn chân của bạn sẽ cảm thấy tê cứng. Trong trường hợp đó, các bạn cần chụm hai chân lại và nhảy đi, giống như một chú thỏ. Nếu không, tính mạng của các bạn có thể gặp nguy hiểm. Và nếu bạn thấy ai đó bị điện giật, đừng chạm vào họ, nếu không bạn cũng sẽ bị điện giật theo đấy. Hả? May quá đi. Chúng ta cần tìm đường dây điện đó ngay để ngăn ngừa tai nạn tiếp theo. Vân Trang bé nhỏ hành động. Vân Trang bé nhỏ, hãy tìm đường dây điện bị rơi quanh đây. Tân Tân. Hả? Tân Tân. Tân Tân. Tân Tân. Ôi không, có một cột điện sắp đổ rồi. Chúng ta cần sơ tán mọi người ngay bây giờ. Bóng bay của cháu đây. Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi nhìn thấy đường dây điện rơi trên mặt đất, hãy nhớ tránh xa nó. Nếu bạn tình cờ đi vào một khu vực có điện và chân bạn cảm thấy tê cứng, đừng đi xa hơn nữa. Nhấc một chân hoặc chụm hai chân lại và nhảy ra khỏi đó giống như một chú thỏ. Nếu bạn thấy ai đó bị giật điện, bạn không bao giờ được đến gần họ. Bạn nên nhờ người lớn giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé.